Cảm ơn quý vị vẫn liên tục giữ bản tin 18.14 của đài CBN và bây giờ Ngọc Quỳnh xin được trở lại với bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Vâng, kính thưa quý vị, giá dầu tăng gần 1% trước tín hiệu lạc quan về đàm phán thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc. Giá dầu thô đã tăng lên trong phiên giao dịch thị trường vào ngày 25 tháng 11, sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien nói rằng thỏa thuận thương mại Hoa Kỳ-Trung Hoa giai đoạn 1 có thể đạt được vào cuối năm nay. Thị trường năng lượng nhận được sự hỗ trợ nhờ những bình luận tích cực từ phía Washington và Bắc Kinh đã khơi dậy hy vọng trên thị trường toàn cầu rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sớm ký thỏa thuận tạm thời để chấm dứt cuộc xung đột thương mại kéo dài hơn 16 tháng qua giá dầu WTI của Hoa Kỳ tăng 26 cents, tương đương 0,45%, và lên 58,03 USD một thùng. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều bày tỏ ký kết một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 để xoa dịu cuộc chiến thương mại vốn tác động xấu đến đa tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Và tiếp theo là tin Ủy ban Tình báo Hạ viện chỉ trích của Vấn an ninh quốc gia John Poole Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện Hoa Kỳ Adam Schiff, Chủ tịch Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Poil, vì không xuất hiện tại phiên điều trần liên quan đến cuộc điều tra Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff nói với hãng tin CNN rằng ông Poil đang mong muốn ra mắt một cuốn sách nhiều hơn về việc cần thiết phải nói với người dân Hoa Kỳ những gì ông biết liên quan đến cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump. Ông Schiff đồng thời nhấn mạnh sự tương phản giữa cuộc cố vấn an ninh quốc gia và cấp phó của ông, bà Fiona Hill, người đã ra điều trần tại Ủy ban Tình báo của Hạ viện hôm 21 tháng 11. Lãnh đạo Ủy ban Tình báo Adam Schiff nhấn mạnh, ông Paul nên thực hiện nghĩa vụ ngay bây giờ để thể hiện sự can đảm mà bà Hill đã làm. Vấn tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tòa Hoa Kỳ yêu cầu Iran bồi thường 180 triệu USD Thẩm phán liên bang đã yêu cầu chính phủ Iran bồi thường 180 triệu Mỹ Kim cho nhà báo Zee Ryan, người bị Tehran bỏ tù vì tội gián điệp vào năm 2014. Thẩm phán liên bang Richard Leon ở Washington, D.C. yêu cầu Iran phải bồi thường thiệt hại cho ông Jason Rezaian, phóng viên từ Washington Post, và gia đình ông do họ đã phải chịu thiệt hại kinh tế cũng như tổn thất tinh thần trong thời gian 18 tháng ông Rezaian bị giam. Thẩm phán Leon cho rằng nhà báo người Mỹ gốc Iran đã bị ngược đãi, không được chăm sóc y tế và thậm chí bị đe dọa xử tử trong 544 ngày ngồi tù. Tòa án ra phán quyết có lợi cho ông Rezaian vì Iran không chịu tham gia vào vụ kiện của nhà báo này. Tuy nhiên, quyết định của tòa án thủ đô chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng vì không có cách nào buộc Tehran thi hành án. Iran hiện chưa bình luận về sự việc. Và theo nguồn tin từ một cấp trên của ông Rezaian tại Washington Post, quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này không có ý định bồi thường thiệt hại cho ông. Và tiếp theo là tin tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg chính thức tham gia chạy đua chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Michael Bloomberg tuyên bố không Chủ nhật chính thức tham gia chạy đua chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Ông Bloomberg trở thành một trong những người giàu nhất trên thế giới nhờ thành công của công ty tin tức tài chính cùng tên của mình. Sau đó, ông phục vụ ba nhiệm kỳ làm thị trưởng tại thành phố New York và vào năm 2014 đã được nữ hoàng Elizabeth tôn vinh. Trong quảng cáo phát trên truyền hình, tỷ phú Lumber cam kết sẽ xây dựng lại đất nước và khôi phục niềm tin vào giấc mơ làm nên nước Hoa Kỳ. Nơi người giàu sẽ trả nhiều tiền thuế hơn và từng lớp trung lưu thì có được công bằng nơi mọi người đều có thể bảo có bảo hiểm y tế và là nơi công việc không chỉ giúp bạn mưu sinh mà còn giúp bạn tiến lên phía trước. Ông Lubert là người giàu thứ 9 ở Hoa Kỳ và thứ 14 trên toàn thế giới, người sáng lập tập đoàn tin tức tài chính, kinh truyền hình, cũng mang tên Lubert và có tổng tài sản 52 tỷ Mỹ Kim. Bộ trưởng Quốc phòng giải nhiệm Bộ trưởng Hải quân vì mất tin tưởng đối với cấp trên, Bộ trưởng Quốc phòng ông Mark Esper vào hôm Chủ nhật 24 tháng 11 loan báo quyết định giải nhiệm Bộ trưởng Hải quân Mỹ do có hành động thiếu thành thật khiến đưa tới sự mất tín nhiệm. Trong bản thông báo do Ngũ Giác Đài đưa ra, ông Esper nói ông mất tin tưởng nơi Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer và cáo buộc rằng ông này có đề nghị riêng với tòa Bạch Ốc để giải quyết trường hợp của một hạ sĩ quan hải kích, hay còn gọi là SEAL, từng bị ra tòa về cáo buộc tội ác chiến tranh ở Iraq mà không cho ông Asper biết. Việc giải nhiệm ông Spencer là biến chuyển bất ngờ mới nhất về vụ này, đồng thời cũng cho thấy sự mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và giới chỉ huy quân đội Mỹ, đồng thời cũng đặt vấn đề về sự can thiệp của Tổng tư lệnh quân đội vào các lĩnh vực liên quan tới quân Pháp. Liên tục trong phần tin Hoa Kỳ là tin Amazon kiện ngũ giác đài <laughs> về hợp đồng điện toán đám mây trị giá 10 tỷ Mỹ Kim được trao cho Microsoft. Amazon cho biết họ đã đệ đơn khiếu nại pháp lý vào thứ Sáu tới Tòa án khiếu nại liên bang Hoa Kỳ nhằm bảo vệ thế cạnh tranh của Amazon trong cuộc đua đầy khốc liệt để giành các hợp đồng với chính phủ liên bang. Và trong hồ sơ gửi lên tòa án, Amazon cho biết đơn kiện được niêm phong bởi có chứa các thông tin nhạy cảm có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng cho việc cạnh tranh. Nếu được công bố, giá thầu cạnh tranh của Amazon cho dự án đám mây chiến tranh trên mạng đã thu hút sự chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump, người đã nói vào mùa hè rằng ông muốn ngủ giác đài xem xét kỹ hơn. Amazon trước đó cho biết dự định chính thức phản đối quy trình đánh, xa, đánh giá sai sót dẫn đến việc công ty này tuột mất hợp đồng cơ sở hạ tầng đám mây quốc phòng với ngũ giác đài. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết việc mua sắm được thực hiện một cách công bằng mà không có ảnh hưởng từ bên ngoài. một lần nữa kính mong quý vị vẫn giữ làn sóng của đài cbn quang nhật và ngọc quỳnh sẽ quay trở lại sau một vài thông tin bảo trợ thương mại cảm ơn quý vị